Rồi, bỏ gạch vô chưa? Hả? Bỏ gạch vô chưa? Chơi lốp bê tông rồi, lốp gạch giống như cây tre vậy ha. Thời gian đó mình đi chơi chỗ mình clip là ngoài nó khô đó, mình trồng nữa có gì đúng mới hoài đi. Mới gạch vô nay đổ lớp nó xong này cũng có được nhỏ này gạch nữa không. Chiều đổ hai trụ rồi xong rồi. Cứng rồi mà. Này cứng rồi, ngày mai mới đổ tiếp được nữa mà. Đâu có đâu. Đổ tại mình nấy chiều đó chứ không ai trồng lên đổ tiếp hoài đó. Dưới nó còn mềm thì sao? Trời khô kéo vậy? Trời ơi. Cái này làm như xi măng hơi nhiều á. Xi măng nhiều rồi nhìn cái bê tông nó thấy nó cứng á. Mấy cột này thì nó đâu có chịu lực gì đâu mà. Có cái cửa không à. Hàng rào mà. Thấy như trọng xi già nó tại cái cửa mình mở ra mở vô thường nó đập đậy đúng không? Nó rung đúng không? Khi gió nó đập thì đó. Vô hai cục rồi ha. Đổ đây. Này chạy quay hồ quay quá trời. Ngắm càng nhiêu như bên kia chưa? Nè, đổ bên đây cái nè. Chưa nghe, càng nhiêu như bên kia cái này. Coi nó ngay không à? Dỗ thì cái này qua cho. Ê, dính đi, chân còn dỗ. Dính đi. Em đang quay rồi. Quay bộ, không? Bộ ở đó đi, bộ đi. Đó. Rồi, ok chưa? Chân đi. Thẳng á. Trời, ở trên đầu á, đứng như thế này, trên đầu gì nè. Trời ơi.
Rồi, ngon đó. Ngon chưa? Rồi. Con lại coi. Coi. Lấy kè để vô à, coi dung không? À, để lên được ngoài kia nhóm rồi đây nè. Con nhóm rồi kia nè. Nó chảy chảy ra. Chảy nó tưới hầu dầu vô à. Rồi rồi. Trời ơi. Thêm miếng nữa đi. Con nữa. Rồi. Giả xuống. Giả xuống hoài luôn á. Rồi cái gì đấy. Chim ở ngoài chứ anh đẩy vô túi trong là nó sảm vô cái miếng nhựa. Ừ. Cái đế nó cách bởi miếng nhựa. Đó chim đi. Cái gì đó. Rồi. Nó vậy chơi chim miếng gạch, lấy miếng gạch đi dưới. Miếng gạch nó dày hơn gạch là dừa rồi dừa chưa rồi coi thử nó ngon đó không còn gì mà thiếu miếng gạch thì không chỉ còn cao chút gạch nó cao cao mà nó hỏng lên nữa. Ừ, lấy cái nào. Đừng để bánh. Vậy là đục cái gạch chỗ dưới chân anh này. Không được đâu. Cho nó thụt xuống phân chứ này chim nó còn cao hơn nữa. Này nó cao hơn phân rồi, này thêm phân nữa hai phân. Hạ xuống nữa đó. Hạ lại đây nó cao rồi. Ừ. Hầm đó lại á, cái gạch nó dày nó cao mũ vừa đó mà còn miếng kia. Nó vậy đó. Rồi, được chưa? Trả xuống gì đó, nó thấp, cao lên chút. Cao lên chút thì nó gạch tới. Ừ, cũng vậy đó, hai miếng nữa, ừ. Nó cặp hai miếng mà không được. Rồi. Đó, hai miếng được chưa? Ừ, nó vừa đó. Ừ, ngon luôn đó. Ngon không? Ngon ăn liền. Cầm được chim tay. Ngon ăn liền. Rồi. Còn ngắm cọp này với cọp bảnh này coi nó có nghe không? Cọp bảnh á. Bẻ đầu ra vậy nè. Phải không? Bẻ đầu ra. Rồi bẻ nó quay vậy nè. Nhiều quá thôi.
Ngon chưa? Bây giờ bà một độ có đẹp không? Thằng này nó túm vô nè, thằng này nó túm vô nè. Tao cản thằng này ra như nè. Tan rồi. Gào quá rồi. Lại. Thì cậu chưa cứ nó tưởng là ngày mai mình lấy trồng 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 xuống nó quậy. Trời đẩy đẩy này nó sụp xịt tùm lum hết trơn á. Đẩy còn mới nè, lấy nó không có kiểm soát được cái dáng khuôn á. Cái chuẩn rồi lên trên đấy mà. Rồi. Ăn à, lấy nhiều nhá rồi biết rồi. Rồi chứ hồn sữa. Sống sữa rồi. Lâm luôn à. Sữa sữa nữa mà kéo hoài cũng vậy à nè. Rồi bày nữa rồi đó. Em bả đây, đi bả đây. Chiếc xe luôn kìa. Ừ. Cái gì bả đây? Hết vuông rồi. Kiếm ổng lấy cái quần của ai đâu mà mặc vô á trời. Trời lấy cái quần của bà nào đâu á. Quần vợ bà á rồi. Rồi. Trên đầu lấy ở cho nó rồi. Cái gì nè. Cái gì đó rồi. Nhìn đi. Này chắc đổ hồ rồi. Bê tông vô mới rồi sửa lại tiếp nữa. Rồi đó. Đổ bê tông vô mới cho nó dằn cái chân á. Rồi mới sửa lại tiếp á. Đổ bê tông đi rồi con nhóm nó cho nhóm cái này cho. Ừ. Để hoài cái gì à. Chơi bê tông khó lắm không à. Đâu khó, vỗ chân xuống thôi chứ đổ đầy còn khó. Rồi đổ bê tông vô miếng đi anh Liệt. Ăn cái rồi rồi. Chim hai góc luôn á, đừng chim góc một nó chim con rồi rồi nhí. Rồi chim tới không được rồi nữa nữa hả? Hạ xuống rồi cái miếng mũ của nó đó trọng góc cho đó dở ra. Còn cao hơn anh chứ cao phải á.
đang thấp nè, nó lên dưới cái bằng nè, thấy không? Cái không à? Chưa kể anh sang không? Chưa, họ không sao đâu, đụng nữa mình nhét đổ hồn lúc dưới chân cái người nó chịu rồi. Dài quá hả? Đó, nó dưới vậy. Nó chắc cái này bỏ luôn nữa. Thì là bên đây cao hơn bên kia bao phân hả? Ừ. Không, em sợ cái mực chỉ này nè, cái nửa trái gòn á, nó cao thấp, thấy nó gõ á. Không, thấy chưa? Là cao hơn 2 phân đúng không? Phân à. 1 phân à. Một phân nó chắc cũng không thành, không, không sao đâu. Thấy con cao không thấy, không biết được. Ừ. Thế nhét vô cái lỗ đó coi. Bốn thêm nữa, đụng rồi nó bung á, lại tay mình cắt ngay chỗ cái con kẹo nó kẹo quẹ rồi. Phải lấy cái gì gia cố thêm á. Con giữa đây nè, bên kia mình quấn giữa. Con giữa tới đi rồi hả con chị? Cứ quấn một lần cho chỗ một có đừng 22 nó đỡ ra. Mỏng hết trơn rồi, nó dày nó không chịu được lắm. Mưa gào à. Chắc chưa? Con giữa nữa.
không được, để cắt cái kia đi, cắt cái sắt đó. Cắt sắt làm gâu hả? Cắt này nè. Ừ. Vậy cho nó lún dài lại ha. Ừ. Cho nó lún dài lại đi. Ai lấy thì mình quấn chỗ này người ta lên cởi. Ủa, đánh thăng bằng chưa anh? Đánh thăng bằng cái đi anh ơi, như anh chưa đánh thăng bằng á. Mình căng cái cụ thôi chứ cái này mình căng gì nữa, căng cái gì, căng cái gì. Không, cho hai bên nó bằng nhau chứ. Hay hai cái cục đó. Ừ. Bằng lại đó. Đúng không? Lấy mình lấy ống nước vậy, căng bằng lại. Anh canh hai cục gạch này cũng được rồi. Hả? Anh canh hai cục gạch này cũng được á. Cho hai cục gạch nó bằng nhau luôn chứ. Không phải. Canh cái đó hả? Canh nữa không cắt nữa, nó rộng nữa. Chịp không rồi. Không canh cái cao độ của hai bên anh nó bằng nhau luôn á. Chim lên bên đây chút nè. Chim này chim giấy, lấy giấy chim lên mềm dễ. Đó, căng trên này qua đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Lên hồn nghe. Ừ. Tự cho nó ướt hết luôn hả? Một vô ngay góc á. Ừ. Xúc vô chứ đổ gì. Trong lấy cây kia, cây kia chứ. Cây nào? Cây mỏng hả? Cây này vô 2 phút nó dễ nè. Ai làm vậy cây này? Cây này ai làm? Anh đang xúc cái gạch đổ mỏ. Bỏ thêm gạch vô. Bạn nó dưới cái sắt này luôn, hút cái sắt này nó bắt ngang được, bỏ xuôi được. Dưới cái sắt á. Đổ từ đây, đổ đi. Cho một lớp là mình bỏ vô 3 cục kìa. Đó cũng được đó, cái dưới sắt kìa. À.
Ủa, làm gì là cái cây cột mình nó đảm bảo không? Trời ơi, xong rồi nè. Nó lú ra cỡ 2 cm là được rồi. Cỡ 2 3 cm là được. Là hàng được rồi. Tại cái bản lề nó sát vô luôn mà. Thêm lớp nữa. Lớp trên này cho nó 4 cục ha. 4 cục được, 4 cục tại cho mình. Đó, cho hồ dầu giúp cho cái này nè. Mình cứ tưới đều cho hoài vậy. Ê, này đủ mà nó giúp hơn kia đó, cứ tưới hoài. Tới lớp gạch chưa? Vâng, được anh. Cái gạch nó được. Cái gạch không có cái hút. Em đăng lên mà mấy ông kia không hỏi anh làm cái kỹ thuật gì thế. Hỏi anh Sang. Dân miền Tây. Kỹ thuật này đó giờ chưa thấy. Dân miền Tây. Cô bác ơi, chôm chôm nhãn nho thanh long. Ok. Cái kinh tủ. Vô đá màu hai nó đâu vô. Đứng nó mới vô.
nổi không à nghe. Rồi, đợi, đợi anh Liêm ơi, đợi, đợi. Bỏ đi. Bỏ nha. Buông. Từ từ xuống đây. Làm này đến thở. Rồi, để dưới nước đi. Rồi, để đứng lại đi. Đại nó được, đại nó cắn cái gớp thôi. Rồi. Lấy đồ chim nó mới được. Chỉnh như thế này hả? Nổi không à? Nó xa lắm, thấy xa nữa. Lại người ta ấy, người ta gáp ở dưới đi, chịu đâu. Gáp dưới bắn treo lại, chịu đâu. Nổi được cái này, nửa sau gáp. À, con đẩy lòng vô nè. Đâu, 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 buông đi, buông đi, buông đi. Chờ không tới thôi anh Sang ơi. Vậy tháo ra đây, tháo một cạnh đi. Không không, bây giờ anh để dưới anh cắt một cạnh ra đây rồi anh gáp lại. Thôi thôi làm gì đi, làm gì cho nó tiện. Lỡ miếng này cái đầu cái ô này rồi. Thì thôi anh bỏ lên chi cho nó nặng. Trên trọng xuống nặng lắm. Đúng rồi, nặng lắm. À, đây, gác, đúng rồi. Chỉnh vuông cái quăng keo dễ. Nặng lắm. Anh cắt ra một cạnh đi. Rồi chồng nó vô.